Cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cơ hội thoát ế. Cơ hội thoát ế là chương trình phát sóng định kỳ trên kênh YouTube Aqua Entertainment. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Cơ hội thoát ế là nơi cho những con tim còn đang đơn điệu. Và biết đâu trong chương trình Cơ hội thoát ế, họ sẽ tìm được một nửa tình yêu của cuộc đời mình. Hương có một cái câu nói và vẫn luôn tâm niệm về nó, đó là tình yêu dành cho tất cả mọi người, cũng không phải chỉ dành riêng cho con trai mới có thể tỏ bày cùng với con gái, mà nếu như thực sự yêu thì chúng ta cứ việc nói, bởi vì khi nói chúng ta đã có thể thành công 50% con đường đó rồi. Và trong mỗi tập phát sóng của chương trình Cơ hội thoát ế, chúng ta sẽ có 5 vị khách mời cùng với một nhân vật khách mời bí ẩn, mà ở nơi đó nhân vật khách mời bí ẩn sẽ bày tỏ tình cảm của họ với một trong 5 khách mời của chương trình. Và trước khi chúng ta có thể mời ra ngay sân khấu 5 gương mặt khách mời của ngày hôm nay, Diễm Hương xin mời quý vị hãy cùng đến với vlog của họ để có thể biết xem họ là ai. Xin mời. Cảm thấy một cái gì đó nó rất là hồi hộp, hào hứng và tò mò nữa. Một cái gì đó bỡ ngỡ và một cái gì đó thật là hứng thú và nó hào hứng đối với mình. Giống như khoảnh khắc bạn, cái gì bạn cũng phải làm đầu tiên ấy. Lần đầu kiếm được tiền, lần đầu đi ra nước ngoài, lần đầu khóc. Lần đầu yêu, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, lần đầu ABC ý đi vậy. Lần đầu rung động là năm đó, hình như là năm lớp 10. Đối với Huy là năm 19 tuổi. 5 tuổi á trời. 5 tuổi á trời. Không phải là gọi là yêu, mà là cái thời gian đó đang học mẫu giáo thì có thích một bạn nữ đó. Và hồi xưa thì mình có bị chấn thương và nhập viện ấy, thì mình luôn muốn bạn đó phải luôn luôn ở bên cạnh mình. Vào năm lớp 8 ra thì nếu so với các bạn đồng trang lứa như vậy là cũng hơi muộn rồi đó. Lần đầu cảm động biết yêu là lúc 15 tuổi. Cái thời điểm đó mình cũng đang dậy thì. Thì những cái cảm xúc trong người rất là mạnh. Nhớ lần đầu nắm tay là bị quýnh một cái. Tại vì mình nắm tay người ta mà người ta ngại quá, mà mình chưa xin phép nữa. Thành ra quay ngang qua quất cho một phát. Huy rất là run. Và mình cũng rất là bỡ ngỡ khi mà lần đầu nắm tay của người bạn gái của mình. Lần đầu của mình nắm tay là hình như vào năm 15 tuổi. Cái mà mình hồi hộp nhất là mình sẽ bị chảy mồ hôi tay. Lần đầu nắm tay cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Xong rồi rung. Mình đã set up sẵn mọi thứ để mình được nắm tay. Cho nên là khi được nắm tay mình rất là sướng. Hai đứa chạy xe đạp thì mình lòn tay, mình kéo tay bằng đó và mình đặt tên trên người mình. Giống như là kêu bọn đó ôm mình đi, thì vô tình cái tay nó nắm với cái tay đó là lần đầu tiên hay nắm tay. Lâu quá rồi. Mà để nhớ tôi coi, hình như là lúc đó là 1 giờ đêm. Đạp xe đạp 10 cây số. Hẹn hò ngay trước kia một cái nhà thờ. Nhà thờ ở Bình Giã. Vào năm 19 tuổi. Thì hôm đó thì cũng để đi chơi với nhau ở trên cầu ở bên quận 2, thì cầu đó cũng mới xây thôi. Cũng là năm 15 tuổi luôn, đó là mối tình đầu của mình luôn. Và hôn ở trong một rạp chiếu phim. Tôi nhớ rồi, không lầm là vào năm giao thừa Hiếu học lớp 11. Cuối năm 15 tuổi là khoảng đầu 16 tuổi là cũng là bạn đó luôn. Chỉ là thấy trên phim người ta hôn nhẹ vào nhau thì mình cũng hôn. Xong rồi cứ mình chạm môi rồi mình cứ giữ lâu vậy đó. Xong rồi mình đổi thế thôi. Dạng nghiêng đầu này xong nghiêng đầu qua anh kia. Nó có gì đó nó hào hứng và phấn khởi. Nhưng mà nó cũng có gì nó rụt rè và nó rất là rung.
Nói chung là bàn tay ướt hết luôn. Nó sẽ gấp đôi cái mà cái nắm tay. Thật sự cái này thì không nhớ được. Bây giờ nhớ lại thấy nó thấy mình hơi nhát. Thực sự là hình như là ai cũng vậy chứ không phải mình. Tại mình mới lớn mà. Thì hôn cái hôn nó rất là bình thường, mình nghĩ là nó xuất phát từ cái bản năng của mình thôi, là tại vì mình thấy sao mình thương người đó quá xong mình hôn lên môi thôi. Mình chỉ hôn cái xong. Thì thôi đó. Trời ơi, 22 tuổi kiểu giống như một đứa con nít mà tập tành biết đi vậy đó. Vừa sợ, vừa mắc cười, mà vừa lúng ta lúng túng. Mà chỉ thấy nó là lạ lạ và mình nhận ra là à, mình đã trưởng thành rồi, vậy thôi. Vì chắc cũng 20 hoặc 21 à. Vượt rào ấy. Vượt rào có thể là năm 21 tuổi. À, là cái lần cúp học năm lớp 10. Vượt rào và ra khỏi trường. Hả? Vượt rào là làm chuyện đó hả? mười tám tuổi. Vừa rồi chúng ta cũng đã có thể nhìn nhận cảm quan ban đầu về năm vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ cho phép Diễm Hương xin mời ra ngay sân khấu năm vị khách mời đầu tiên. Đến với khách mời đầu tiên, xin mời ra sân khấu Xuân Hiến. Khách mời thứ hai, xin mời bạn ra sân khấu Cát Minh. Một tràng pháo tay thật sự nồng nhiệt cho khách mời thứ ba, Tôn Kinh Lâm. Và khách mời thứ tư, một tràng pháo tay cho Lương Gia Huy. Xin chào đón ra sân khấu vị khách mời thứ năm, Trung Hiếu. Trước khi có thể chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình dành cho khách mời thì xin mời các bạn về vị trí của mình. Xin chào năm gương mặt rất là đẹp trai. Ta nói cái chương trình này á là tiêu chí là đẹp trai hay sao á, làm cho Hương rất là bối rối. Vừa rồi thì khán giả cũng đã có cơ hội để có thể hiểu sơ sơ về các bạn. Nhưng mà bây giờ thì xin mời các bạn hãy chia sẻ đôi nét về bản thân mình. Xin mời khách mời đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên đầy đủ là Xuân Hiến. Công việc hiện tại bây giờ là MC. Thì mình thiên về event, sự kiện và truyền hình. Có thể nói là mình trẻ tuổi nhất ở đây. Dạ em út thôi, 30. Chào tất cả mọi người, mình tên đầy đủ là Khắc Minh. Và hiện tại mình đang là diễn viên và ca sĩ. Em lớn hơn anh có 5 tuổi rồi, em 25. À vậy hả? Dạ. Dạ em chào anh. Dạ. Chào tất cả mọi người, mình tên là Tôn Kinh Lâm. Công việc hiện tại của mình là diễn viên tự do. Và mình chắc chắn là nhỏ tuổi trong nhất trong 4 người này rồi. 23 tuổi. 23 hả? 23 mà hai anh em mình đứng kế nhau giống như 23 là mà đứng kế hai đứa mình thì cũng xinh là từ từ thế nè. Xin tự giới thiệu, mình tên là Lương Gia Huy và nghề nghiệp hiện tại mình là diễn viên và người mẫu. Em đứng sau anh đó. Là em 26 tuổi. 26 hả? 26 hả? À vậy thì cũng không đến nỗi nào đâu. Vâng, xin mời vị khách mời thứ năm ạ. Xin chào mọi người. Cho mình xin tự giới thiệu, mình là Trung Hiếu. Thì năm nay mình vừa tròn 23 tuổi. Và công việc hiện tại của mình đang là một diễn viên cũng như là một rapper. Bạn có thể nào một khúc rap nhỏ thôi, vài câu thôi. Ok, cho Hiếu rap một đoạn trong MV vừa rồi của cùng với anh Quang Vinh. MV Đừng Yêu Ai Đậm Sâu. Mời bạn. Anh nói bao nhiêu lần nhưng mà anh có làm được đâu. Khi con tim nó chỉ muốn làm điều nó muốn, lý trí không thể nào cản được, chỉ thêm buồn. Bởi vì em cười nó cũng dễ thương ha, khóc nó cũng dễ thương, em ngại nó cũng dễ thương, mỗi khi em giận nó càng dễ thương. Và tất cả nó đều dễ thương, nhưng mà thương nó không có dễ.
bên cạnh chỉ được nhìn ngắm, bởi vì anh không muốn thành thằng hề. Em nhìn bên trái, nhìn bên phải không thấy anh đâu, vì ở phía sau đành lặng nhìn trái tim người con gái tổn thương, vì ta đâu là gì của nhau. Nỗi đau mà em giấu, anh còn đau hơn gấp trăm lần. Muốn yêu một người thật khó khi ngày có em, cứ mãi xa dần. Đúng, thật sự là trẻ giờ nó tài cao quá anh nhỉ. Bây giờ là cái giây phút mà các bạn phải nói là động cơ, nguyên nhân nào đẹp trai như vậy, tài năng như vậy mà tại sao lại đến với chương trình Cơ hội thoát ế, thì có phải liệu như có một cái vấn đề gì đó không? Dạ, chắc là do kén hả chị? Cái nét gì là bạn nghĩ là khi nhìn vào là bạn sẽ kết mô đen ngay? Em hay để ý con mắt của những bạn gái, và thứ hai là cái giọng nói. Ồ. Thì Huy muốn tới đây để cho mọi người hiểu Huy về nhiều hơn, và biết đâu đó những cái người mà đang thích Huy hoặc là Huy đang muốn tìm hiểu đang có hiện diện trong cái chương trình này thì sao? Có nghĩa là người ta nói là đẹp quá nhiều khi cũng cái là cái tội đúng không ạ? Nhiều khi người ta cứ ai cũng nhìn đẹp quá chắc chắn là có người yêu rồi, thôi kệ bỏ qua đi đúng không? Ok. Để đến với cơ hội thoát ế lần này là cũng do là ế quá rồi. Ế sân ế xỉa rồi đúng không? Ế quá rồi. Đi làm về xong về nhà chơi với chó thôi, rồi bây giờ không có người nào để tâm sự hết thôi. Bạn có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn thấy nhạc cái con chó nó cũng buồn lắm, nó suốt ngày bị làm phiền lắm. Không, nó vui lắm chứ. Nó vui đâu, nó thấy là làm vui cho bạn chứ, ngày người ta đang cứ nằm yên, cứ xuống ngày giặt người ta ra chơi. Có đồ nào, bớt làm phiền lại. À, bắt tay tôn cái à, là bởi vì chơi với chó luôn. Mình cũng chơi với chó là. cũng là người hay thích làm phiền chó luôn. À, mình cũng thực sự là nhà mình nuôi tới 5 con chó và rồi xong luôn. Và thời gian rảnh ở nhà là mình chơi với nó. Cái lý do mà hôm nay mình đến đây là thực ra là mới chia tay người cũ không, cách đây không lâu, và để rút ngắn cái thời gian để mình làm nhiều cái việc khác thì mình nghĩ Cơ hội thoát ế đã tuyển một cái bạn nữ thực sự rất là nhiều cái yếu tố rồi, thì mình đến đây nó sẽ đỡ mất thời gian của mình ở ngoài hơn. Chương trình Cơ hội thoát ế là nơi chỉ là chấp cánh cho những trái tim thực sự yêu thôi, chứ chúng tôi không tuyển lựa theo yêu cầu của bạn. Em giải thích, em không có tuyển. Ý là khi mà bạn đó vô đây rồi thì chắc chắn bạn đó đã rất đặc biệt so với những bạn khác. Có thể là Huy, anh hiểu được ý em, mà có nghĩa là em tin tưởng cái chương trình Cơ hội thoát ế này sẽ cho em một cái người như em mong muốn đúng hơn rồi, là rồi, mình tự tìm kiếm okay. Ở ngoài kia. Bây giờ chúng nhiều. Ta sẽ tạm ngưng cái chủ đề là tìm bạn gái của Khắc Minh, bởi vì bạn đó đến đây là bạn đó đã ế rồi, nên mình không còn bàn cãi về vấn đề đó nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn cãi để tìm xem mẫu người bạn gái gọi là của anh Đại ở đây, hội bô lão ở đây đó, là Xuân Hiến đó, tại sao trưởng thành như vậy, lịch lãm như vậy, thành công như vậy mà lại ế? Có phải chăng bạn có một số bệnh gì đó mà không thể nào nói ra không? Câu hỏi hay ghê luôn á. Vừa hỏi vừa dò mà xỉa thẳng vô mặt luôn vậy. Rồi trả lời luôn. Thực sự chia sẻ tâm tình luôn á, thì Hiến là anh cả của bốn người em. Thế nên là từ nhỏ thì có vẻ là hơi khó tính một chút xíu. Tại vì vừa là phải lo cho mấy đứa em mà vừa phải dạy. Bên cạnh đó thì lại thích theo kiểu gọi là đọc sách tâm lý, rồi thích giao tiếp nữa. Thế nên là trong cái chuyện mà tình cảm thì vô hình dung nó bị một cái gì đó nó làm cho mình trở nên hơi bị chững, không có được cái sự vô tư cho lắm. Thế nên là đối với Hiến á, khi mà quen một người nó không phải là quen rồi ngày mai ngày mốt là có thể là không biết là còn đi bên cạnh mình hay không, mà đối với mình nghĩ á, là khi mình bắt đầu mối quan hệ là mình nghĩ tới xa, nếu đi được xa thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu, còn nếu như mà đi không được xa, dự định tương lai hoặc là những cái tính cách mà không phù hợp thì lập tức á, thì mình cảm thấy là mình nên làm bạn bè nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng là có cần đẹp không? Đẹp thì cái chuyện tất nhiên rồi, nhưng mà tới một cái độ tuổi rồi bắt đầu tôi nói tôi già nè, thì tới cái tuổi này rồi á, gọi là già đi, thì mọi tiêu chuẩn bỏ qua hết, không có gọi là đẹp hay là tính tình hiền lành hay cá tính gì nữa, mà chỉ là tự nhiên thấy hai tâm hồn mà cảm thấy hợp được nhau. Rồi quan trọng nhất nha là cái dự định tương lai đi được cùng nhau lâu dài thì mình đồng ý. Bạn muốn sinh mấy đứa con với người ấy? Trước mắt là hai cái con. Ok, rồi Hương rất là cảm ơn những chia sẻ của năm vị khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, và Diễm Hương chúc cho tất cả những mong muốn, những tiêu chuẩn của các bạn sẽ tìm thấy trong vị khách mời ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhân vật bí ẩn ngày hôm nay, nhân vật thứ 6.
turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry, new memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one, yeah. It's one shot, not a future to show. Let's go. Sao rồi, sao rồi? Thấy màn nhảy vừa rồi là các bạn đã cảm thấy là bốc lửa rồi đúng không? Rất là gợi cảm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cô ấy là ai và đến từ hành tinh nào. Mời bạn. Xin chào, bạn tên gì ạ? Em xin chào chị Diễm Hương cũng như chào nam chàng trai đang ngồi phía dưới, cũng như là chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thị Thùy Dung và hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng gần 21 năm cuộc đời vừa rồi, em đã khá là quen với cái việc là cô đơn lẻ bóng một mình. Nhưng mà thực sự thì do vì là có một cái biến cố khá là lớn trong cuộc đời khiến cho em nhận ra là mình không thể nào một mình thêm được nữa. Bởi lẽ nếu như muốn đi nhanh thì chúng ta sẽ cần phải đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa thì chúng ta sẽ phải đi cùng nhau. Đó là lý do vì sao mà ngày hôm nay em đến chương trình này, với mục đích là để tìm một người bạn. Không nhất thiết đó phải là một người bạn đời, chỉ cần là một người sẽ cùng em đồng hành trên những con đường còn lại. Quan trọng nhất nha là cái dự định tương lai đi được cùng nhau lâu dài. Để các bạn có thể hiểu hơn, giúp cho các bạn có nhiều cái manh mối để biết hơn về Thùy Dung thì chương trình Cơ hội Thoát Ế sẽ mang đến cho các bạn 10 bức hình ngay sau đây. Và đó sẽ là từ khóa để các bạn có thể hiểu hơn và trao đổi cùng với Dung tại sao có những bức hình ngay sau đây. Xin mời các bạn. Bạn nào đang thắc mắc trước không? Cho em xin được thắc mắc trước. Đó là cái bức hình có hình con sư tử thì nó có ý nghĩa gì ạ? Tính của em không phải dữ như một con sư tử, mà em chỉ là đang rèn luyện bản thân để được bản lĩnh như một con sư tử mà thôi. Anh thấy ở trên hình nó có cái 50 sắc thái á, thì nó hơi người nó hơi nóng nóng nãy giờ. Em có thể diễn tả được là sao em để cái hình 50 sắc thái đâu không em? Dạ, chắc chắn luôn, khi mà em chọn cái hình, cái từ khóa poster phim 50 sắc thái đó thì em chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ đến một cái hướng theo chiều hướng là nó hơi nhạy cảm một xíu. Nhưng mà cái mà em muốn đề cập ở đây, 50 sắc thái ở đây là em muốn thể hiện em là một con người kiểu đa sầu đa cảm, một con người có nhiều cung bậc cảm xúc, mà em nghĩ rằng chính điều đó sẽ là điều gây nên sự thú vị cho mọi người. Mình ơi Mình, anh nói thiệt luôn á, bởi vậy em 25 tuổi là đúng, anh 30 tuổi là chính xác. Anh nhìn vô là cái là anh biết là cái cô gái này là một cô gái khi mà yêu thì cô ấy có thể nói là trong tình yêu, ý em nói là 50 sắc thái là cái màu sắc của tình yêu nó sẽ luôn luôn thay đổi để cho tình yêu đó lúc nào nó cũng đẹp, nó cũng nào cũng hay, đúng không em? Dạ không phải ạ, 50 sắc thái ở đây không chỉ để áp dụng trong tình yêu anh mà là áp dụng trong cả cuộc sống của em hàng ngày nữa. Bởi vì em nghĩ thì trong cuộc sống không phải chỉ có tình yêu là thứ quan trọng nhất, mà gia đình, bạn bè và công việc, thậm chí là tất cả mọi thứ xung quanh mình cũng đều đáng quan trọng như thế. Đôi lúc 30 tuổi cũng có những sai lầm anh nhỉ? Ừ đúng thiệt, 30 tuổi sai lầm quá. Em hay lắm. Được. Là anh Hiến anh đang dùng ngôn từ để anh che giấu cái cảm xúc thật của anh. Bây giờ chị lại cảm thấy rằng rất là ấn tượng ở bức hình là con ngựa trắng ở đây, là bởi vì chị là cũng tuổi ngựa mà chị rất là thích cái chú ngựa này. Chị thấy con ngựa này nó có ngựa không ạ? Chị thì không có thấy nó ngựa lắm đâu, bởi vì chị thấy con ngựa nào nó cũng là ngựa rồi. Dạ không ạ, bây giờ con ngựa nào cũng ngựa. Ngựa thứ hai em sẽ nói theo cái kiểu là tính từ á chị, ý là điệu á. Chị thấy nó có điệu không ạ? Thì chị thấy nó cũng bình thường thôi à em. Đối với chị mà ngựa là phải con này nó nhuộm 7 màu, rồi xong nó gắn kim tuyến ngọc xoàng lên, chứ chị thấy vậy là vẫn bình thường. Đối với em đó là cũng là ngựa lắm đấy chị. Cái hình ảnh con ngựa đó không có nghĩa là thể hiện là em điệu. Ừ thì em cũng điệu nhưng mà một ít thôi, gọi là đủ cho phép được. Nhưng mà thể hiện ở đây là em là một người rất là thích đi. Em đi nhiều lắm. Một ngày mà em không đi em cảm giác giống như là em bị, nói chung là muốn phát điên vậy đó. Và đó là lý do vì sao mà em chọn hình con ngựa là thể hiện cho bản tính của em. Nhưng mà đi ở đây là đi làm, không phải đi chơi. Tại sao có hình con chó ghi ở đây? Cũng yêu chó đấy. Dạ, đúng rồi. Rồi, loài chó husky là một trong những loài chó, một trong những nha, loài chó mà có đặc tính có thể nói là ngáo. Đúng rồi, nó ngáo lắm đấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Con mắt của nó sẽ rất là ngáo. Ngáo là sao ạ?
Ngáo ngáo là sao? Là con mắt nó sẽ không có thể chủ động được, mà lúc nào cũng một hướng một hướng một hướng thôi. Ok, có nghĩa là em ngáo luôn hả em? Ừ, dạ đúng rồi. Em là thuộc diện là ngáo ngầm. Ngáo ngầm. Tức là kiểu giống như nếu như mà mọi người khi mà lần đầu tiên nhìn em, họ sẽ còn không nghĩ được là em điên nữa cơ chứ bảo em ngáo. Nhưng mà đúng thực sự là em ngáo thật. Em ngáo theo kiểu mà nó ngáo ngáo, tức là em cũng không biết phải mô tả làm sao, nhưng mà tóm lại là ngáo. Như mọi người biết thì chó Husky rất là dễ thương, và những cái clip của Husky ở trên mạng á được lan truyền rất là nhiều. Cái ngáo ở đây á thì theo như Hiến cảm nhận được á là một cái kiểu gì đó nó ngây ngô, nó dễ lắng thương, lắng nghe người đàn ông 30 tuổi, nó đáng yêu, chứ không phải là theo cái kiểu mà ngáo ngáo ngơ ngơ dễ dụ. Đúng không em? Đúng rồi, đúng rồi. Em nói không đi cho ảnh quê lần em. Thực sự thì em cũng dễ dụ lắm ạ. Em ngáo cũng ngáo theo cái kiểu dễ dụ nữa cơ. Nhưng mà cũng may là những người mà em gặp họ cho đến bây giờ là những người tốt cả. Thế nên em chưa bị dụ đến mức mà gọi là đưa vào con đường xấu. Đấy, có nghĩa là lại 30 tuổi không giải quyết được vấn đề. Anh nghĩ, anh ngồi đó đi. Dung để cho đàn giác. Em nó lên. Cảm giác như là anh và em nãy giờ mình lệch nhau nhiều lắm luôn á Dung. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Em sẽ chọn hình là mặt... cái đó là mặt hay là mặt cười ta? Mặt cười nhạt. Mặt cười nhạt. Mặt trời đó. Anh chắc chưa? Mặt trời đó. Mặt trời đúng không? Dạ. Em sẽ hỏi hình, ý nghĩa của hình mặt trời là như thế nào? Cái hình từ khóa đó là em muốn thể hiện là My Sunshine. Đó từ khóa. Dạ. Thì như mọi người cũng biết là Sunshine trong tiếng Anh có nghĩa là ánh nắng mặt trời đúng không ạ? Từ trước đến nay em luôn tự tạo niềm an ủi, động lực. Những cái tức là trong niềm vui trong cuộc sống các kiểu là đều do chính em tạo ra. Nhưng mà có lẽ đã đến lúc em sẽ cần phải tìm thêm một mặt trời nào đó để xuất hiện trong cuộc đời của em, mang đến ánh nắng cho em. Chúng ta đã có 10 bức hình. Hương nghĩ rằng những gì chúng ta trao đổi nãy giờ cũng chỉ mới được gọi là vén một chút xíu về Thùy Dung. Và chúng ta hãy cùng tạm biệt với phần 1 để có thể đến một cái phần mà Hương nghĩ rằng tất cả 5 anh chàng ở đây sẽ rất yêu thích. Đó là phần 2, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với phần 2 của chương trình Cơ hội thoát ế, có mang tên Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hương sẽ dẫn các bạn vào một căn phòng kính mà chương trình đã sắp xếp để ở đó các bạn lần đầu tiên có thể nhìn thấy mặt của Thùy Dung và bằng gọi là 5 giác quan của mình cảm nhận rằng mình có thật sự thích người này hay không. Và ở đó chúng tôi có để 5 cành hoa. Nếu như các bạn cô gái ấy thì cuối phần 2 các bạn hãy cầm theo cành hoa ấy mang theo ra sân khấu để lát nữa chúng ta có cơ hội để bày tỏ. Và bây giờ xin mời các bạn. Ten ten. Đây, wow, mời các bạn. Wow. Các bạn đã thấy không gian này đủ đẹp, đủ lãng mạn cho các bạn có thể nhìn một người đẹp trực tiếp ở ngoài chưa? Đó là dư rồi, có thể uống, đó có thể ăn và chỉ việc nói chuyện thôi. Rồi, thôi, bây giờ thì Hương nghĩ sẽ phải nhường lại cái không gian kính này cho 5 chàng trai của chúng ta để có thể lần đầu tiên các bạn nhìn thấy Thùy Dung ở ngoài. Và Hương cũng giống như là các anh quay phim sẽ không còn ở đây, cho nên đây là cơ hội hiếm có và ngàn vàng. Ai mà thấy được là chớp ngay. Bye bye. Rồi, bye bye. Rồi, hơi kỳ rồi. Mấy đứa hồi hộp không? Cái này. Em thấy nãy giờ anh kết nhất rồi đúng không? Kết gì? Anh cảm giác giống như là vợ lão đại đây. Hút nhau cái độ thôi bây giờ vậy nè. Anh biết là mấy đứa ngại. Như hồi nãy anh cũng nói là cái tình cảm đâu có phải là phân biệt tuổi tác nhiều đâu. Chủ yếu là có đi xa không? Đi xa và cách suy nghĩ khi mà bên mình như thế nào thôi. Anh thấy là trưởng thành rồi đó. Anh đã trưởng thành rồi. Wow. Trời ơi. Em xin chào Nam Anh. Ừ. Dạ rồi, em xin được giới thiệu lại một lần nữa ha. Em vô đây đi. Dạ. Em vô đây lấy không hình. Từ bây giờ em đang là chủ nhà trước đã. Dạ, đúng không? Bởi vì bây giờ là mọi người đã bước vào căn phòng này thì đây là căn phòng mà hiện tại em đang làm chủ đúng không? Cho nói cái máy quay sau lưng em hết, em vô đây mới lấy được hình. Ủa vậy hiểu không? Em đứng đây rồi cuối cùng thấy lưng em không à? Chết rồi, em không để ý. Đấy, em dạ rồi vậy thì em đứng lên đây lại ha. Ừ. Có cần nói lại từ đầu không ta? Nói lại đi. Chắc cần đó.
đứng đó cũng không thấy hình. Em đứng ở đây. Anh Giang. Ok, tụi anh sẽ đứng ở đây chút xíu nè. Rồi, ok, mấy đứa đứng đây đi. Em là host đấy. Ok, rồi, em nói đi. Rồi, em nói lại ha. Rồi, xin được chào Nam Anh. Em xin được giới thiệu lại một lần nữa. Em tên là Mai Thị Thùy Dung. Năm nay em 20 tuổi, sắp tròn 21. Dạ. Nhưng mà anh yên tâm, anh Sơn Hiến, tuổi tác không thành vấn đề đâu. Đó. Và thực sự thì luật chơi của chúng ta cũng không có gì gọi là quá khó đâu. Em chỉ cần mọi người sẽ là thành thật với nhau. Thành thật với nhau luôn nha, chứ không phải chỉ riêng mỗi mình em đâu. Nên là bây giờ do vì là mọi người là khách mà, ở trên này có những món ăn, mọi người hãy chọn cho mình một món được không ạ? Dạ rồi, không biết là mọi người đã sẵn sàng trò chơi của em ngày hôm nay chưa ạ? Không có gì gọi là quá khó đâu, không có gì thách đố cả, chỉ cần chúng ta thật lòng với nhau vậy là đủ. Ở trong này nó có những lá thăm. Em có 15 lá thăm ở trong này. Tương đương với đó là 10 câu hỏi và 5 thử thách. Được không ạ? Ở trong những lá thăm này là nó sẽ chỉ có những con số thôi. Còn câu hỏi ra sao em sẽ là người công bố. Rồi không biết bây giờ ai sẽ là người xung phong chơi đầu tiên. Anh lão thì đúng không ạ? Em có nghĩ vậy. Anh nhiều lấy sức ra anh. Chương trình còn quay được đi về anh. Dạ rồi, bây giờ em xin mời anh trước. Anh chưa bao giờ thấy cái vấn đề tuổi tác nó lại là cái... Đây là cảm giác này cái... đó, thấy không? Cái này là cái thiệt hồi, cái thiệt hồi. Anh được chọn đầu tiên, đó là một sự ưu tiên đấy ạ. Rồi, bây giờ xin mời anh. Xin mời anh hãy mở lá thăm ra. Hồi hộp. Số 9. Câu hỏi số 9 có nội dung như sau. Điều gì tạo nên một ngày hoàn hảo đối với anh? Trời ơi, dễ. Một ngày hoàn hảo đối với anh, đó chính là ngủ tới 10 giờ sáng dậy. Giống em rồi. Dạ rồi, cho em xin bắt tay cái. Dạ. Nhưng mà em khác anh hơn một xíu ở chỗ hơi là gì? Đó là ngủ tới 10 giờ sáng, xong sau 10 giờ sáng em muốn là cái lịch kế hoạch của em được sắp đặt một cách khít rì. Tức là em sẽ... đang nói ngày của anh. Ngày của anh, quên. Thì anh ơi, kiểu giống như là em đang muốn chia sẻ. Do vì ở trong phòng kín này thì mục đích của chúng ta là cần chia sẻ với nhau nữa mà, đúng không? Rồi, ok. Số 12. Số 12 đúng không ạ? Trong số 6 người đang có mặt trong căn phòng kín lúc này đây, anh thích ai nhất ạ? Anh có cảm tình với ai nhất? Biết ai luôn rồi đó. Đây, anh cảm tình với đây. Đó. Rồi, dạ rồi, đúng không ạ? Vậy thì nhiệm vụ của anh đơn giản lắm. Hả? Anh hôn người đó một cái. Anh hại em rồi. Anh nghe câu hỏi là anh nghi lắm rồi. Em cần biết là sao lý do không? Dạ, em cũng không bắt buộc lắm phải hôn như thế nào. Anh rất là thông minh nữa ạ. Trước khi ta trả lời anh. Rồi, bây giờ xin mời anh. Ta chịu rồi, ok. Anh say chưa anh? Sao đúng lẹ vậy? Là số 9. Vừa nãy là số 9 rồi, bây giờ sẽ là số 6. Dạ rồi, số 6 ha. Trong cái khoảng 10 từ khóa đó, không biết là anh có thấy được điểm chung nào giữa em và anh không? 50 sắc thái. Ôi, may quá, có một cái rồi. Của này nó khác với có em. Có một cái. Em muốn cuộc sống phải có nhiều màu sắc, kể cả những đúng màu mảng đen tối khác nhau. Bởi vì như vậy nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thú vị hơn. Nó là một cái bảng màu và đủ màu hết thì nó mới thú vị. Để vẽ những bức tranh đẹp. Dạ. Hay anh, quá. Hôm nay anh là màu nhất đó. Hay. Hôm nay anh là sâu sắc của mình à. Em đã lớn rồi. Không còn đứa em nào chứ. Số 8 đúng không ạ? Hôm em. Chúc mừng anh. Nữa hả? Thôi là câu hỏi anh. Câu hỏi chứ không phải thử thách. Rồi, anh có suy nghĩ như thế nào về yêu đơn phương? Và anh có tin vào định mệnh không? Yêu đơn phương thì thật ra thì khi xưa thì anh cũng đã có yêu đơn phương một người. Và cái cảm giác đó giống như là nó yêu hay không yêu, không yêu nó khó chịu cực kỳ luôn. Hình như là anh dồn đến khi mà 7-8 tháng rồi thì anh mới chịu nói ra. May mắn một cái là người ta cũng thích anh 7-8 tháng chứ mà anh không hề biết, cho nên đó là một điều may mắn đối với anh. May mà người ta chưa đi lấy chồng đó. Cho nên là ít ra là anh ấy còn được đáp lại đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, anh đã may mắn đấy. Ở lại với em. Đúng rồi, rất là may mắn đấy anh, không phải ai cũng được may mắn vậy đâu. Em là chuyên gia yêu đơn phương. Vâng. Toàn yêu đơn phương thôi mà khổ quá, yêu xong cái kiểu gì người ta toàn có người yêu. Em mà đơn phương đứa nào là đứa đó có người yêu. Dạ. Buồn lắm. Vậy là em có duyên lắm đó. Dạ. Vậy còn anh có tin vào định mệnh không anh? Anh tin vào định mệnh chứ. Là có nghĩa là giống như cái câu gì vậy? Yêu ngay như cái nhìn đầu tiên đó, không yêu yêu không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. You are my destiny hả? You are my destiny. Ok, cũng có tin chứ. Nghĩa là nhìn một cái yêu luôn, nhưng mà đối với anh nghĩ là mỗi người đến với nhau là một cái duyên ấy, còn ở lại không là một cái nợ.
Cho đúng nên rồi. Là anh vẫn cứ để cho mọi thứ nó tự nhiên hết có thể, chứ không ràng buộc theo ý của mình hay là ý của người ta. Em cũng đồng quan điểm với anh. Em cũng tin vào định mệnh. Em rất tin vào định mệnh. Và thậm chí là em còn nghĩ rằng là chúng ta có thể nắm bắt và thay đổi nó theo ý của mình nữa cơ. Cũng có thể. Nhưng mà anh nghĩ là tùy trường hợp thôi. Tùy trường hợp và duyên nợ ấy. Cho nên mới duyên thì sẽ gặp nhau, nhưng mà nợ thì sẽ ở lại. Đúng rồi. Đúng rồi, có nợ nhau thì mới ở lại, chứ không nợ thì cũng đi mất rồi, đúng không? Rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã thành thật chia sẻ với nhau trong căn phòng kín này. Và em xin chào mọi người. Thì chương trình cũng có một cái thời gian nhất định. Và vừa rồi thì chúng ta đã có một khoảng thời gian gọi là đủ để chúng ta có thể tìm hiểu. Và lần đầu tiên thì nhìn thấy Thùy Dung ở ngoài thì chắc các bạn cũng đã có một số suy nghĩ khác rồi, đúng không? Là từ thí dụ có thể là chưa cảm thấy thực sự yêu thích thì bây giờ đã cảm thấy là thích hơn, đúng không? Và nãy giờ thì chia sẻ được nhiều chưa? Các bạn đã thực sự tận dụng thời gian mà chương trình Cơ Hội Thoát Ế dành cho các bạn nãy giờ chưa? Nãy giờ là không có ai đây luôn, chỉ có 6 bạn rất thôi. Là nhiều. Và Toàn là bị tra tấn không, đúng không? Còn em còn bị hôn nữa kia. Toàn bị hỏi thôi à. Đây còn bị hôn nữa, bị anh Huy hôn còn nữa. Còn bị ép hôn. Vì bản thân anh thôi cũng đã thấy em một cô gái rất là đặc biệt rồi. Đặc biệt ở đây là em là một người rất biết điều phối. Rất biết điều phối tất cả mọi người ở đây. Có những cái điều bất ngờ. Có nghĩa là một người phụ nữ của gia đình được đó, đúng không? Chia sẻ được rất nhiều thứ và giúp cho tụi anh ok, được gần gũi. Chúng ta hãy giữ những suy nghĩ đó lại. Bởi vì ai cũng sẽ có một suy nghĩ riêng, cũng có một quyết định riêng. Chắc chắn các bạn đã có những suy nghĩ rất là tích cực và tốt đẹp về Thùy Dung. Bởi vì cô gái đứng kế bên Hương đây rất là đẹp, không chỉ đẹp mà còn tài năng. Nhưng mà bây giờ xin tạm tách Thùy Dung khỏi các bạn, để Hương dẫn Thùy Dung ra trước và trả lại không gian này cho năm bạn, để các bạn có một chút thời gian suy nghĩ rằng chúng ta có nên cầm theo nhánh hoa kia theo chúng ta bước lên sân khấu hay không. Ok, chúng ta sẽ phải suy nghĩ đó. Và nếu đã suy nghĩ là phải chịu trách nhiệm với cành hoa của mình, và có trách nhiệm là phải chinh phục được cô gái ấy. Ok. Rồi, Thùy Dung theo chị. Em xin chào mọi người. Chào em. Anh sẽ đưa hoa cho năm đứa. Mỗi người cầm một cành hoa. Cầm cành hoa trên tay và suy nghĩ. Ủa, anh sau đó, mà... từ cầm một hoa trên tay và suy bà nghĩ. Bà phải nhất miễn sao? Ai lựa chọn thì cầm hoa đi ra thôi. Đúng còn rồi, còn ai không lựa chọn thì sẽ mình sẽ tới, mình cắm vào đó. Nãy giờ thực sự là mình đã thấy Dung rất là dễ thương. Anh nghĩ là mình nên cầm bó hoa trên tay như là một cái để mình suy nghĩ. Mình cũng nên trân trọng cho ta tới tới cuối cùng chứ. Đúng rồi, chính xác. Thật sự cô gái này rất là thông minh. Nói chung thì em thấy là cái suy nghĩ của ai và cậu đã có thấy được cái điểm chung và không thích hoặc là thích đối với mỗi người rồi. Thì nên hãy giữ cái điều đó để khi mà lát nữa mình nên chia sẻ với ở ngoài hơn. Thì thôi ok, bây giờ anh em mình cũng đã có quyết định riêng. Rồi thôi anh em mình rồi. Đi. Rồi anh em mình bây đi. Bây giờ đi. Em nghĩ là chúng ta nên đi cùng một lúc. Đi cùng một lúc. À, rồi. Anh ok. Đi. Ok, đi. Bây giờ trên sân khấu đã xuất hiện một Thùy Dung rất là khác, đúng không ạ? Hồi nãy đã xinh đẹp, đã thông minh hơn rồi, bây giờ lại càng xinh đẹp nữa. Vậy thì chắc hẳn rằng các chàng trai của chúng ta đã có những cảm nghĩ, những cái bất ngờ ngay từ lúc mà gặp gỡ lần đầu tiên. Thì bây giờ các bạn có thể chia sẻ là trong cái vòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và đối diện trực tiếp với Thùy Dung trong phòng kính, các bạn đã suy nghĩ gì? Xin mời Khắc Minh. Khi mà gặp Dung ở ngoài thì đúng như Minh dự đoán về cái ngoại hình của Dung là một cô gái rất là năng động và rất là nhiều năng lượng và tích cực nữa. Hoàn toàn là em áp đảo năm anh ở trong đó luôn. Tức là em đúng là host luôn á, em rất là chủ động trong cái việc dẫn dắt mọi người. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà em xuất hiện á, cũng áp đảo anh luôn. Lý do, anh là MC, thì công việc của anh là dẫn dắt tất cả mọi người. Và khi mà em vừa xuất hiện một cái là cái thần thái, cái phong thái của em á, nó cho anh thấy là em không phải là một cô gái 20 tuổi mà chuẩn bị 21 tuổi đâu. Mà là cô gái rất là chững chạc, rất là tự tin. Và cái sự tự tin nó được thể hiện qua ánh mắt của em, qua lời nói của em. Anh rất là ấn tượng. Lâm có cảm giác là ngoài dancer thì giống như Dung cũng có một cái khả năng giống như là MC dẫn dắt câu chuyện vậy. Giọng của em rất là hay. Anh vẫn ấn tượng với cái nụ cười của em. Và đúng, em là một cô gái rất là thông minh, nhạy bén và biết được cái vị trí và cũng như cái thế mạnh mình như thế nào. Anh tôn trọng và thích cái điểm đó em. Cái hình ảnh hiện tại của em đang trên sân khấu thì khác hẳn lúc mà em ở trong phòng bên trong kia. Lúc này thì nhìn em rất là dịu dàng, e thẹn, rất là dễ thương.
Và bây giờ thì chị sẽ giúp em hỏi xem anh nào đã cầm hoa ra đây, được không? Những người đàn ông đứng nam nhi của Diễm Hương ơi, các bạn ai là người cầm cành hoa từ phòng kính của Yêu Ngay Từ Cái Nhìn Đầu Tiên? Xin mời các bạn hãy giơ cành hoa ra. Chúng ta nên đi cùng một lúc. Đi cùng một lúc à. Rồi. Anh ok. Đây. Ok, đi. Chị nói với em một điều như thế này. Có câu đầu chị nói rằng thường trong tình yêu thì đàn ông sẽ phải là người tỏ tình trước. Nhưng mà thời đột buổi hiện đại rồi em, chúng ta không phải phụ thuộc vào cái chuyện là đợi đàn ông tỏ tình với mình. Mình thích là mình đi tìm, không có còn sợ cái vấn đề là cọc đi tìm trâu nữa. Nếu như tập trước chị cũng có một cái món quà, đó là một cành hoa hồng tặng cho bạn nhân vật bí ẩn, thì bạn ấy đã thành công trong việc là mang về cho mình một nửa trái tim của mình. Thì bây giờ chị cũng sẽ tặng lại cành hoa hồng này cho Thùy Dung. Tất cả năm anh chàng này, anh ấy đã không cầm theo cành hoa bởi vì chị nghĩ rằng có thể là họ chưa có thực sự đủ thời gian để đồng cảm được với một cô gái đa năng, thông minh và nhiều sắc thái như em. Vậy chị sẽ nhường lại sân khấu này một lần nữa. Em sẽ là một cô gái mạnh mẽ, chinh phục một trong năm anh chàng ngay sau đây. Mời em. Yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay đứng dậy, bao gồm cả nam anh chàng của chúng ta. Hôm nay vào lúc 15:30, ngày lành, tháng tốt, năm Giêng, Tòa án Tình yêu Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015. Tôi, chủ tọa Mai Thị Thùy Dung, đồng thời là bị đơn, thay mặt viện kiểm sát trình bày lời luận tội đối với bị cáo. Mời mọi người trong trường quay ngồi xuống, trừ bị cáo Tôn Kinh Lâm. Xin mời bị cáo Tôn Kinh Lâm tiến lên khu vực bàn xét xử. Bị cáo Tôn Kinh Lâm. Ôi nghe. Em làm cảm giác cho tôi anh thức thấy hồi bị cáo có biết vì sao ngày hôm nay mình lại bị luận tội là cố tình gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe của người khác theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 hay không? Vô giờ thấy bị cáo cười như vậy luôn á. Từ từ đi. Bị cáo đây vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra được, chưa bình tĩnh được. Chưa hiểu đúng không ạ? Vâng. Với hành vi sử dụng thủ đoạn khả năng có khả năng gây thương tích tới cho nhiều người bằng cách sử dụng ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói và cả vẻ ngoài theo kiểu cool ngầu lạnh lùng của anh đã khiến cho rất nhiều cô gái phải xao xuyến, và trong đó có em. Chính vì sự xao xuyến đó đã khiến em bị rơi vào lưới tình yêu mà lại là yêu đơn phương. Anh có nhớ trong phòng kín không? Em có nói em mà thường yêu đơn phương ai là người đó sẽ có người yêu. Nhưng em hy vọng rằng lần này tình yêu đơn phương của em sẽ được đáp trả, giống như anh. Anh có thắc mắc gì về việc là tại sao mình lại bị luận tội như vậy không? Tại vì thật ra thì ngay từ trong suy nghĩ ban đầu của anh ấy thì em sẽ chọn một người là lớn tuổi hơn em nhiều, chững chạc. Thật sự thì cái vẻ ngoài
ngoại hình của anh ấy tuy là nó già hơn so với tuổi của anh thật, nhưng mà cũng như hồi nãy giờ em thấy đó, anh đâu có thực sự là già đâu. Không, em già thiệt. Anh hoàn toàn non hơn so với những người còn lại trên đây. Thì anh nghĩ là anh không phải là người em chọn, nhưng mà đến khi mà đọc tên bị cáo gì đó Tôn Kinh Lâm thì thật sự anh rất là bất ngờ luôn ấy. Anh có biết là người ta nói tình yêu thì sẽ không phân biệt tuổi tác, nó sẽ hoàn toàn dựa vào linh cảm của trái tim mỗi người. Vậy thì bây giờ em sẽ đưa ra bằng chứng để chứng minh cho cái hành vi tội ác của anh đã khiến cho trái tim của em bị xao xuyến, cũng như là khiến cho tâm trí của em nó không được ổn định. Anh có lỗi vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, anh khiến em ngáo hơn tình trạng lúc ban đầu rất là nhiều đấy ạ. Cái tội này nặng không ta? Nặng à, theo như điều 134 của bộ luật hình sự thì anh sẽ có thể là chịu mức án tù chung thân. Đừng có nói chung thân với em chứ. Dạ không. Vậy thì bây giờ anh hãy cùng hướng mắt về phía màn hình để xem những bằng chứng mà em đưa ra để luận tội anh là như thế nào. Ok, được rồi. Đầu tiên, bằng chứng đầu tiên, đây là đoạn video đại diện được cập nhật vào ngày bao nhiêu ạ? Ngày 5 tháng 7. Đúng rồi. Anh hãy nhìn nụ cười đó đi. Nhìn ánh mắt đây nữa. Rồi, tiếp theo ạ. Còn đây là gì ạ? Đây là hình ảnh bìa của anh. Ảnh cover. Đúng. Được cập nhật vào ngày bao nhiêu ạ? Anh không nhớ không lầm là ngày năm 2015. Ngày 8 tháng 7 năm 2015. Dạ. 3 năm về trước đấy ạ. Ừ, dạ. Ủa anh không tính thay nó ạ? Em nhắc mà mới nhớ là 3 năm rồi anh chưa thay ấy. Dạ. Dạ. Vậy thì em hy vọng rằng sau chương trình này, qua lời nhắc của em, anh sẽ thay ảnh cover này. Bởi vì thực sự, từ cái avatar cho đến cái cover, với hai hình tượng đối lập nhau như thế, nó chính thức khiến cho em bị xao xuyến về anh. Tiếp tục đi ạ, bằng chứng tiếp theo. Ủa sao bộ đồ này quen quen ta? Quen không ạ? Dạ quen. Vậy anh thấy điều gì đặc biệt trong bức hình này? Em muốn anh để ý tới cái caption cơ. Anh mình. Anh có đọc ra được không ạ? Anh đọc ra được rồi, anh nhớ rồi. Theo anh dắt em đi sắm thả ga nơi này luôn nha. Quá thính ạ. Tiếp tục. Lỗi em anh à. Hình tiếp theo ạ, được cập nhật vào ngày 25 tháng 7. Yeah. Cũng với caption là gì ạ? Yêu không mà nhìn. Nè, đó, yêu không mà nhìn nè. Yeah. Yeah. Thì em sao xuyến em mới gọi anh lên đây để nhìn anh như vậy chứ. Rồi, em thấy như thế nào? Em thấy chỉ là một nùi thính. Và chính vì cái thính đó mà nó đã khiến cho em là cảm thấy bị sao ta? Tim đập không được đúng nhịp vậy ạ. Và chính bởi vì cái sự không đúng nhịp đó, anh có biết là lâu ngày nó sẽ dẫn đến các bệnh về mặt tim mạch không? Có. Có. Rồi, vậy thì nếu em bị bệnh tim, anh có chịu trách nhiệm với em không? Em bị bệnh tim vì anh. Vậy thì liệu anh có chịu trách nhiệm với em không? Sẽ có. Sẽ có. Em sẽ coi như đó là một khởi đầu. Tiếp tục bằng chứng thứ ba. Nữa hả? Có chứ hả? Vậy? Nhiều lắm. Rồi. Đó là con trai của anh. Dạ. Anh nghĩ tại sao em lại đưa bức hình này là bằng chứng số 3? Có thể là em sẽ có nuôi một con chó. Nhà em nuôi hai con lận, nhưng hai nó không con liên quan. À hả? Dạ. Để em nói luôn cho anh nha. Em biết là anh rất là thương xoài. Con trai của anh tên là Xoài luôn. Em biết anh rất là thương nó. Và thậm chí đôi khi em thấy mình khá là tức cười khi mà đi ghen tị với cả Xoài. Và chính bởi vì sự ghen tị đó đã khiến gây nên cho em những cái sự ức chế, gây nên những cái mặt tổn hại về mặt tinh thần và sức khỏe. Ủa mà anh, em hỏi thật á, bình thường về nhà anh chỉ có chơi với chó thôi hả? Sau khi làm việc á. Đúng là như vậy, tuy nó hơi ra mắc cười một chút, nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn là chỉ có anh với Xoài thôi. Còn những đồng nghiệp xung quanh giờ chỉ trên mức là công việc. Cho nên khi anh đến với chương trình này thì anh nghĩ là anh cô đơn đủ rồi. Thì đến bây giờ anh cần thêm một người để bên cạnh mình.
Vậy thì em này. Ủa, em trình ngành ở đây anh lại không để ý tới hay sao? Tính lại anh à. Rồi, qua ba bằng chứng đó thì em không biết là đã đủ để buộc tội anh chưa. Một tội ác, rất ác. Anh có biết không, quyền về cái việc là không được xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của con người là một trong những quyền cực kỳ cơ bản được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Anh là một người trưởng thành và phát triển hoàn toàn về mặt nhận thức, chẳng lẽ không nhận thức được về cái sự nguy hiểm, về cái việc cố tình gây thương nhớ và xao xuyến cho người khác sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần và sức khỏe người ta như thế nào hay sao? Em bị cứng họng rồi nè. Thật sự là như ban đầu anh suy nghĩ, đúng là em dẫn dắt anh thật luôn ấy. À, anh biết là cái caption thả thính làm cho em tổn hại về sức khỏe. Tuy nhiên anh sẽ có trách nhiệm đền bù cái sức khỏe đó cho em. Như vậy là em đã luận tội xong, đưa ra những bằng chứng để thuyết phục về hành vi tội ác mà anh đã gây ra đối với em cũng như với rất nhiều những người khác nữa. Ai nữa nhở? Nhiều lắm ạ. À, sao bố mà đếm hết được không? Anh nè. Trời ơi, có một người đưa được kìa anh. Ôi. Em còn nhớ là anh có một cái status là thay vì làm khổ phụ nữ thì bây giờ chuyển qua đàn ông. Hả? Có ạ. À, có. Trời ơi, sao nhớ? Về với đội vậy? Nhớ chứ. Em theo dõi anh hàng ngày mà. Rồi. Vậy thì anh đã sẵn sàng để bị buộc tội hay chưa? Giờ em tuyên án đi em à. Vậy thì bây giờ xin mời anh đứng dậy để tòa tuyên án. Này căng rồi nha. Mời anh tiến ra khu vực bên này. Ok. Và chờ em một ít. Mạnh mẽ lên. Yeah. Mạnh mẽ lên. Anh Tôn Kinh Lâm thân mến. Dạ. Em biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Em cũng biết, cũng mới chỉ biết thôi, anh là một người rất là yêu động vật, trầm tính, ít nói. Nhưng mà em cảm nhận được ở sâu trong con người của anh là một trái tim ấm áp. Và em cũng biết là anh cũng chẳng biết em là ai đâu. Cho đến ngày hôm nay, như một sự tình cờ sắp đặt của Thượng Đế khiến cho em được gặp anh. Thì nói sao ta, bình thường em là một con người khá là lý trí, nhưng mà ngày hôm nay thì em đã để lý trí của em nó tạm nghỉ phép. Bởi vì em không muốn khi mà đứng trước anh mà lý trí của em nó lại lên tiếng. Và em hy vọng rằng là linh cảm của em là đúng. Từ những phân tích nêu trên, ngay lúc này đây thì chúng tôi, chủ tọa Mai Thị Thùy Dung, xin được tuyên án, mức án dành cho anh, bị cáo Tôn Kinh Lâm. Trước khi nghe án, anh có thể đưa tay ra được không? Mỗi lần mà anh hồi hộp hay là run thì sẽ bị mồ hôi tay. Hơi không ngại sao, chút để chùi. Em cũng vậy, không sao hết. Dạ rồi, anh đưa tay ra đi ạ. Dạ, rồi. Úp lại ạ. Không, nó là như thế này, dạ rồi. Dạ. Và anh có thể nhắm mắt lại được không? Ok, được rồi. Không một tí hí nha. Ok, anh biết rồi. Mức án mà tòa tuyên phạt với anh đó là mức án tù chung thân. Nhưng mà cái chung thân này là với em. Em biết điều này sẽ gây khó xử cho anh. Đó là lý do vì sao mà em có chuẩn bị sẵn chìa khóa ở đây. Em nuốt chìa khóa đi em. Cũng ở trong căn phòng kín. Em có nói trong cuộc sống này ai cũng có quan điểm của riêng mình, và em tôn trọng quan điểm đó của tất cả mọi người. Đó là lý do vì sao mặc dù em đang khóa chúng ta lại với nhau, tuyên án anh là mức án tù chung thân với em, nhưng mà em hoàn toàn có quyền cho anh quyết định. Đây là chìa khóa để mở chiếc ổ khóa này.
Nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau dắt tay đi qua cánh cửa ấy. Còn nếu không, anh hoàn toàn có quyền mở khóa. Em hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh. Và cho dù kết quả có như thế nào, cho dù anh từ chối hay đồng ý, thì em cũng xin được cảm ơn anh. Và cảm ơn tất cả mọi người nữa, bởi vì ngày hôm nay đã xuất hiện trong cuộc đời của em, giúp cho cuộc đời của em có thêm một màu sắc mới. Trước khi đưa ra quyết định ấy, thì anh cũng muốn nói về một vài điều. Đầu tiên là anh cảm ơn em đã đến đây tham gia chương trình này để gặp được bốn anh còn lại và riêng anh, và em đã tỏ tình với anh. Điều đó nó làm cho anh thực sự rất là bất ngờ và nó cảm động. Bởi vì không dễ gì mà một con gái đủ bản lĩnh, đủ dũng cảm có thể đứng ở đây và tuyên án với một người mà gây tổn hại sức khỏe tim mạch như em nói bla bla. Nhưng cũng như anh nói, anh cứ nói đi, không sao hết. Em là một cô gái vui vẻ và lạc quan, và em sẽ chấp nhận mọi kết quả cho dù nó như thế nào. Anh không biết phải nói như thế nào, nhưng mà anh không cần phải nghe những lời cổ vũ từ mọi người xung quanh. Anh chỉ cần đưa ra quyết định của anh thôi. Chúng ta hợp nhau hôm nay là một cái duyên. Anh nghĩ là không dễ gì mà gặp được biết, tại vì biết bao nhiêu là người dân ở Việt Nam này, tự nhiên chỉ có hai tụi mình đứng ở đây. Và anh rất trân trọng cái mà em đã chọn anh. Và chuẩn bị những thứ như thế này, mặc dù tim anh rất là loạn nhịp hồi hộp, nhưng thật sự anh không muốn làm em tổn thương. Không, em nhưng... nói rồi. Chị... thật ra đó là chị rất là ấn tượng với màn tỏ tình của Thùy Dung, nhưng chị cũng nghĩ rằng bị cáo này rất là cứng đầu, nhất quyết không nhận tội. Là một người đã có sự trải nghiệm, chị nghĩ rằng trong tình yêu không có đúng, không có sai, mà chỉ có lý lẽ con tim. Và ở đây chúng ta thấy được rằng hai lý lẽ của con tim của hai bạn chưa thuộc về nhau. Anh đưa chìa khóa cho em. Anh sẽ nói tiếp. Có thể hôm nay anh và em không đi về chung với nhau, nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau được. Nhưng mà ngay tại đây chúng ta không thể nào mà đi về với nhau. Thì lỡ chúng ta làm bạn với nhau, đi chơi với nhau ngoài đường, tìm hiểu nhau nhiều hơn, thì chúng ta là một cặp thì sao? Có duyên có nợ mà. Hôm nay không nợ, nhưng mà ngày mai, ngày mốt, ngày hôm sau nợ thì sao? Em sẽ chờ. Hãy để em mở chìa khóa cho anh. Được rồi. Bị cáo sẽ đưa cái chìa khóa này cho tòa án. Nhưng mà mong tòa án là đừng có buồn. Anh yên tâm, em là một cô gái lạc quan và sẽ luôn là như thế. Với lại, kinh nghiệm của em yêu đơn phương nó cũng quen rồi. Em yêu người nào là người đó sẽ có người yêu. Thế nên là anh yên tâm đi. Em tin là trong khoảng thời gian ngắn thôi, anh sẽ tìm được một nửa của mình. Nhưng mà tại sao Khoa lại không có phần trăm cho em nhỉ? Phần trăm cho em? Tin là một nửa. Thì bởi vì là nợ của em chưa tới. Đúng rồi. Thực sự là nãy giờ rất là cảm ơn Thùy Dung đã mang đến cho chương trình Cơ hội thoát ế một màn tỏ tình rất là sáng tạo. Và Hương nghĩ rằng ở đâu đó đằng sau màn hình, đằng sau chương trình Cơ hội thoát ế, bạn sẽ tìm thấy một bị cáo mong muốn được trói buộc với bạn cả một cuộc đời. Còn bị cáo này hãy nhường lại cho một người nào đó, một người nào đó mà bạn ấy thuộc về. Nhưng mà Hương thấy ở đây nè, đồng đội bạn phản bạn nhiều lắm. Đây 1, 2, 3, 4. Bốn người này đã thực sự rất là vui, đúng không? Vì thấy bạn được chọn và thấy bạn trả lời khó, nhưng mà họ cảm thấy ngưỡng mộ bạn lắm á, bạn biết không? Đâu có được chọn đâu, thấy không? Già mà không được chọn. Đúng rồi, già. Đẹp cũng không được chọn. Điển trai cũng không được chọn. Tài năng cũng không được chọn. Coi vậy, khờ khờ được chọn. Cho nên trong tình yêu, khờ một chút thì sẽ dễ giành được trái tim của người khác hơn. Cho nên là mai mốt có mà thông minh thì cũng lộ ra, bớt đeo mắt kiến không chồng, được không?
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. À, anh có thể ôm em một cái được không? Dạ. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều vì chuẩn bị hôm nay. Và bây giờ thì nhờ Tô Kinh Long tiễn bạn gái chúng ta về. Hết kiến rồi. Thôi anh đeo lại đi anh. Dạ. Dạ. Thôi, anh sẽ không đeo kiến nữa. Sẽ bớt tả thính em. Dạ, anh sẽ tiễn em về. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Thật lòng muốn nói anh yêu em, anh yêu nhiều lắm. Và anh sẽ nói thêm vạn lần nữa. Dù cả thế gian quay lưng về ta, anh cũng sẽ bên em bằng tất cả. Để được mơ như anh vẫn đã từng mơ, sẽ có chúng ta ở trong bước chân. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị đã dành cho chương trình Cơ Hội Thoát Ế. Và xin cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của các bạn đã dành cho năm chàng trai của chúng ta, cũng giống như là cô gái Thì Dung. Và Diễm Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của chương trình Cơ Hội Thoát Ế. Xin chào và hẹn gặp lại. Thật lòng muốn nói anh yêu em, anh yêu nhiều lắm. Và anh sẽ nói thêm vạn lần nữa. Dù cả thế gian quay lưng về ta, anh cũng sẽ bên em bằng tất cả. Để được mơ như anh vẫn đã từng mơ, sẽ có chúng ta ở trong bước chân.